You're taking me back to the sleepless nights, phone calls and candlelights. Those were the things I liked the most. And back when we were passing notes in school, spend our summers by the pool, talking about what we'd be when we're grown. Well, those were the days. You're taking me back. You're taking me back when the world was smaller and everything was ours. You're taking me back. You're taking me back when everything moves slower. You're taking me back to better days. Trips, late night drive to our favorite hits, burning through a mixed CD we made. Just a couple kids nowhere to be, taking time from making memories, living life like we were runaways. Yeah, those were the days. You're taking me back. You're taking me back. Everything was ours. You're taking me back. You're taking me back when everything moves slower. You're taking me back to better days. Thank you.
thưa anh chị, tôi không bao giờ lên sân khấu mà phải cầm giấy. Chăm sóc và cho những
đầu tiên đây nha. Xin cảm ơn bạn, bạn Thu Hà. Tôi và gia đình thật sự thì tôi không phải là người có kinh nghiệm trong việc cưới hỏi, và cũng là người không phải là dị ứng mà là không may mắn với việc cưới xin. Chính là sự động viên của các bạn đã làm cho tôi có rất nhiều cảm hứng và để tổ chức một bữa tiệc thật là vui vẻ ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các quý vị. Tôi vẫn còn nói tiếp, anh bình tĩnh, từ mình sẽ em nói hết xong rồi anh chỉ nói ít thôi. Đối với tôi thì một bữa tiệc cưới thật sự là rất là đắt đỏ. Đắt đỏ không phải là bữa tiệc tổ chức như vậy, mà đắt đỏ là bữa tiệc cưới sẽ phải bị trả giá bằng cái việc là suốt quãng đời còn lại là mất tự do. Mà nếu lựa chọn mà có nhầm lẫn thì phải trả giá bằng ít nhất là 1/2 tài sản và còn rất là nhiều những cái điều khác nữa. Tuy nhiên, cái bữa tiệc cưới nó sẽ trở nên vô cùng giá trị nếu tất cả mọi người đều vui và nó để lại một cái kỷ niệm khó quên cho các cháu và toàn bộ gia đình chúng tôi. Báo có đưa tin là con gái đi lấy chồng thì anh Quốc Trung mặt sưng lên. Nhân đây em cũng thanh minh với anh là thực sự thì tôi không phản đối đám cưới. Tôi chỉ khuyên hai cháu là đừng cưới vội, để có điều kiện tốt hơn, trải nghiệm được nhiều hơn, có nhiều những cái kỷ niệm lãng mạn hơn, đi chơi các nơi được nhiều hơn. Tuy nhiên thì tôi thấy là các cháu yêu nhau một cách rất là trong sáng, rất là hồn nhiên, thì không có lý do gì làm chậm cái những cái hạnh phúc đấy của các cháu. Và tất nhiên thì cái điều mà tôi tự hào nhất về hai con của mình không phải là tài năng hay là xinh đẹp, mà đấy là sự trong sáng, hồn nhiên và có một trái tim nhân hậu. Nhân đây thì cũng phải dặn hai con là trong sáng thì rất là tốt và cần phải có bản lĩnh để giữ cái sự trong sáng của mình trong suốt cả cuộc đời. Bởi vì như bố là cũng trong sáng ra phết, nhưng mà còn khôn danh nữa. Thế mà còn sức đầu mẻ trán, rụng hết cả tóc. Một lần nữa thì xin cảm ơn các bà, các
khách đã đến dự cái buổi tiệc cưới ngày hôm nay, và quý vị sẽ làm cho chúng tôi một cái kỷ niệm rất là khó quên với hai cháu. Xin chúc các quý vị một buổi tối thật là vui, thật là nhiều sức khỏe. Gia đình tôi sẽ hẹn gặp lại quý vị một ngày gần nhất. Những cái tiệc vui như thế này thì tôi nghĩ là chúng ta phải tổ chức thường xuyên. Trên báo đã nói là chốt yêu rồi bây giờ chốt cưới. Gia đình sẽ gặp lại quý vị một ngày rất gần. Bây giờ xin mời nhà cho người cho anh Thu. Xin chào tất cả các quý vị. Thật là hạnh phúc khi có ông thông gia đồng chung và bà tôi đã có một cơ duyên mà thông qua các cháu thì chúng tôi là gắn kết với nhau và cái thêm cái sự chia sẻ chắc là cả cái quãng đời còn lại của riêng cá nhân tôi. Thế là lời đầu tiên ý, thì tôi xin cảm ơn các cụ, các ông, các bà, và đặc biệt là như anh chúng đã nói là tôi vô cùng cảm ơn các thầy, các cô đã giúp đỡ cháu Long trong quá trình các cháu học ở nhập viện. Và hôm nay cũng là cái điều cũng là đáng tiếc, tôi đã chia sẻ với chung là với thầy Thiên, không những là thầy là người đã từng dìu dắt con tôi trong suốt cái thời kỳ mà các cháu học cái năm cuối của trường, và bên cạnh đó một cái điều mà thật ra tôi cũng không ngờ, mặc dù là bố cháu thật cũng không ngờ, là được kết duyên với cháu của chính của người thầy của cháu, và đặc biệt là gia đình bên ông chúng ta tôi tên là anh Trung và các thầy các cô đã tạo điều kiện cho các cháu trong suốt cả quá trình và được đến ngày nay là có cơ hội đứng trên cái hội trường này để nói những cái cảm nghĩ và cái hạnh phúc của bố mẹ và anh chị em trong gia đình. Có cái gì mà chúng tôi nghĩ rằng là không bao giờ chúng tôi có thể quên được cái sinh của ngày nay. Đấy là cái suy nghĩ đầu tiên của tôi với gia đình. Còn những cái ý kiến thì có lẽ anh Trung, tôi đã nói với Trung hôm trước rồi, anh nói một nửa thôi, còn để dành cho một nửa. Anh Trung nói gần như hết rồi. Thế thì cũng thay mặt gia đình nhà trai cũng xin chân thành cảm ơn một lần nữa, cảm ơn các cụ quan ông bà và đồng thời là các đồng nghiệp của cháu đã có mặt trong buổi lễ hành hôn của cháu Thăng Long và cháu Kiên Thanh ngày hôm nay, và xin chúc mọi người chúng ta có ít ngày nữa thôi bước sang năm Tân Sửu, và xin được chúc sức khỏe toàn bộ các quý vị gia đình tại hội trường này, năm mới sức khỏe hạnh phúc và sự ý. Và tôi rất mong buổi tối nay các vị ngồi chia vui cùng gia đình hai gia đình chúng tôi và có một buổi tối thật là vui vẻ. Xin cảm ơn. Như quý vị đã biết thì từ biết hai mà biết cháu Thanh lúc còn bé thì sẽ rất là nhớ và ấn tượng. Mỗi lần cháu mà xuống sân chơi ở khu tập thể thì tất cả các trẻ con ở đấy là chạy về nhà hết. Nhưng mà đấy cũng là một điều mà tôi rất là tự hào, là đến bây giờ thì cháu trở thành một người phụ nữ rất là tình cảm, có một trái tim nhân hậu, và ngày cháu có những cái giờ dạy các cháu bé, đấy là một cái tình yêu mới của Thiên Thanh. Tôi hy vọng là sự việc là dạy dỗ trẻ con sẽ mang lại một cái hạnh phúc đối với lại hai con, và cũng không để mọi người chờ đợi lâu hơn. Xin phép cho buổi tiệc bắt đầu, và sau đây cũng là một tiết mục mà thành quả của những học sinh của hai cháu biểu diễn.